Cô chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lưu Thị Thu Điệp, giáo viên trường tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cô rất vui khi được làm quen và hướng dẫn các con học bài giảng e-learning môn địa lý lớp 5. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé.